gì vậy? Tôi phải về tôi bắt trước ông phải không? Ây yo, what's up? Đó, ok. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV đấy bạn ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video chơi game Roblox nha các bạn. Nhưng mà game Roblox ngày hôm nay không phải chỉ một game, mà hôm nay chúng ta sẽ chơi rất nhiều game. Đấy, nghe bất ngờ không Sam? Ok, thì ngày hôm nay mình với Sammy á, sẽ cùng nhau chơi những cái map Roblox mà mình đã được những bạn fan gửi ở trong video trước ở bên dưới phần comment. Hôm nay bọn mình sẽ tìm những con map đó và chơi thử nha. Và nếu như bạn nào á, mà có con map nào hay á, đừng quên comment cái tên của nó ở bên dưới. Mình sẽ vô chơi thử và cho các bạn lên TV nha. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Let's go. Let's go. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con map đầu tiên của chúng ta. 2024 Together là game gì trời? Nhưng mà ở bên dưới này tôi thấy có mấy cái con gì đi qua đi lại nè, nhìn dễ thương nè. Ôi dễ thương chứ vậy? Ủa mấy game mày làm gì? Tôi không biết á, để mình vô xem coi game này là có. Ui có cả bán cả đồ nữa nha Sam, đây nè. Bán mũ nè. Ôi bán lốt công an nè, bán tóc sư cu cu nè. Rồi bán cái gì đây, trời ơi cái con, bỏ đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô game thử coi, để coi game nó chơi như thế nào cho mới đi. Chúng ta sẽ chọn World 1 đi, đây game đầu tiên nè, World 1 nè. Tôi và nè. Sammy là hai cái con này. Hình như game này là chơi đơn giản lắm các bạn, là tôi với Sam sẽ cùng nhau gọi là gì ta, vượt qua thử thách đó, té cái là coi như cả hai người cùng thua nha, vậy đó. Ok đó, đây tôi ra rồi. Ông nhảy đi thôi, làm lại nè nhảy nè, đó wow, qua được okay. Rồi nè, bây giờ tôi sẽ bước lên cái tấm này để nó tạo ra một cái cầu cho Sam qua hay sao ta. Đúng thiệt, đây đúng rồi. À vậy là cái trò đầu tiên của chúng ta là cái trò phối hợp cùng với nhau để vượt map nha các bạn. Ui hay game này, hay nha. Dễ ha, trời ơi game này dễ. Ôi gì đây, tôi không gì đây. Cộng dây. Wow. À vậy có nghĩa là bây giờ tôi với Sam sẽ bị dính cộng dây cái này, là hai đứa mình gọi là phải cùng nhau vượt cái thử thách á. Từ từ đi qua rồi. Đây từ từ là bình tĩnh. Có gì đạp vô nè, có gì mình phải đạp vô nè Sam. Phải đạp vô, làm sao đạp. Rồi đó, đạp được rồi đó. Trời quá đỉnh. Hay chưa? Túi mà. Xời. Ok, tiếp nè. Bây giờ là có cái chỗ này chắc mình phải nhảy lên trên nè, Sam nhảy lên trên đi. Rồi Sam coi trên có gì không? Đây. Đẩy cái này xuống làm cái cầu. Ui, hay dữ vậy. Hay. Tưởng cái gì đó gọi là khó lắm chứ. Không, cho tôi nghĩ là bây giờ là cái này là nó đang dễ đó, tí nữa nó mới khó đó. Đúng rồi. Tí nữa nó khó mà không qua được là hơi bị quê nè. Ê khoan, từ cái này nó biến mất nè. Đó. Canh nha, nó biến mất nha, xuất hiện nè. Nhảy nhanh. Ôi. Đâu, Sam đẩy phong xuống mà. Sam đẩy phong xuống mà. Tôi không có đẩy. Rồi lại nè, rồi. Ok. Sao tôi sợ tôi rớt quá ta. Từ thôi, đừng tham nha, bình tĩnh nha, đừng tham. Ê, sao tôi sợ. Đừng tham nha, Sam. Rồi, nhảy đi Sam, cố lên Sam. Đây. Hay quá. Tôi sợ tôi rớt quá. Ôi, mừng quá. Tưởng là thua rồi chứ, xài. Ui, cộng dây. Tính ra là bạn fan nào gửi cho mình cái game này hay thế nha. À quên, từ, mình quên mất không để tên của cái bạn fan đã gửi cho mình cái game này. Cảm ơn bạn Khoa 2K6 đã gửi cho mình cái game này nha. Game này hay, hơi bị hay luôn em ạ. Okay. Rồi, vô. Từ từ Sam, bình tĩnh. Ai mình biết đi cộng dây đây. Chung với nhau nè. Không, mình phải đi chung với nhau. Rồi, chuẩn bị nào, nhảy nha. 1, 2, 3. Rồi, nhảy luôn, Sam ơi. Nhảy luôn. Game này vui nha, mới chơi được. Khoan từ, hay là bữa nào đó mình mời thử nguyên team vô chơi thử game này đi. Trời ơi, chắc đánh nhau luôn không ơi. Khoan từ, anh em. Game này là trời ơi. Nó có cái tường ở trên nó sập xuống. Xuống. Ai là báo thủ trong game này? Tôi ngày mai tôi sẽ mời bà Camu với cây Ron vô đây, bảo đảm hai người đó sẽ cây ơi là cây luôn. Không, game này là nó đang vẫn còn đang dễ đó, chưa khó lắm dễ đâu. Ui ơi, sao phải nhanh xuống. Ôi. Rung. Mén tí nữa là mình với Phong Cần là đi về nhà luôn rồi. Bọn tôi rung mấy ba, bọn tôi rung. Trời ơi trời. Mấy ní ơi, bọn tôi chơi game không được giỏi. Ai? Chui. Ủa mà sao dài vậy? Sao cái đường nó dài? Dài vậy. Nhanh, tôi nghĩ. Không tới nè, Sam ơi đừng để chết nha. Rồi, bình tĩnh Sam ơi, không tham đúng không? Quy định là không tham. Mình tham là mình thua rồi không? Okay, đây. Hay quá, trời ơi. Wow, à. Thật là đỉnh. Game này mới game đầu tiên tôi thấy là được full video luôn rồi đó. Chơi vui quá trời. Chơi vui thật sự luôn. Thôi mình chơi thêm mấy màn thôi.
Ây da, xin lỗi Sam. Thôi trừ tòa ông báo thủ không mà mấy bạn thấy không? Không cần báo thủ trong clip này thôi. Tôi không báo thủ. Vậy à? Tôi là báo con. Ok, để con. coi mấy trận sau Sam thắng được không nha. Chứ sao? Té nè. Làm gì? Trời ơi. Đừng ghẹo mình chứ gì. Rồi, bạn bình tĩnh. Bây giờ nè, map này tôi với bạn solo coi ai lên trước nè. Ok. Rồi. Rồi. Ui bạn nhanh quá vậy bạn. Bạn nhanh quá vậy? Bạn chết ra. Ôi, bạn ơi, sao bạn lên được vậy? Bạn ơi, mình không nhảy lên được. Bạn gà quá vậy, sao bạn gà quá vậy? Không phải, hình như là bạn phải giúp mình mở cái cửa này sao á. Không, bạn phải lên. Không. Bạn ơi. Bạn gà chưa tôi. Nãy là bạn nhảy lên đầu mình mà. Ủa lên đây. Đó, cái gì? Xin lỗi Sam. Mấy bạn thấy không? Tức vậy sao chơi game ổng gà quá không? Trời ơi, xong như gà rồi, đừng đạp cái cục kia thấy không? Đừng đạp cục này tôi đánh né rồi. Trời ơi, chẳng sao, phải mời Kai với Mui vô để hai người đó làm báo thủ thay cho mình chứ. Mình không thể nào làm báo thủ được các bạn ơi. Ui, có cái ghế ngồi cái được không? Ngồi được không? Ok, mình lên mình ngồi coi TV vậy. Đây, ngồi coi TV. Rồi. Ê, đừng đạp nha, đừng đạp nha. Dầm vô cái là báo thủ nha. Rồi, ok. Ông ngồi trường là báo thủ luôn á. Thêm một trận cuối nữa nha, bạn game này cuốn quá. Thêm trận cuối đi. Đây, trận cuối này. Rồi, trận này tôi với Sam solo nè. Tắt đèn kìa. Solo nè. Thật nha. Tôi đi trước Sam. Quay ai báo. Ủa, là ở bên trong nó có. Ôi. Ở bên trong bóng tối nó có cái cục làm cho mình thua nha. Cục này không có, cái này không có, này không có, qua đi. Này không có luôn. Ok, cẩn thận. Cái này không có luôn, cái này không có luôn. Nhảy đi. Có cái này có nha, này có. Rồi. Ok. Ui. Rồi, hay quá, màn cuối nhờ Sam các bạn ạ. Màn cuối nhờ Sam mình mới thắng được. Thôi coi như tôi chấp nhận là tôi gọi là gà hơn Sam trong game này đi, nhưng mà game thứ hai tôi sẽ không gà hơn đâu bạn. Ok, bắt đầu thôi. Let's go. Thực ra cái đó nãy em đạp á. Quê là quê chúng mình quê nhiều. Quê là quê là quê. Dạ, tôi đang quay, tôi vẫn còn đang quay. Bạn Peter bỏ này vô luôn nha. Thì ra là do Sam. Và tiếp theo, map của chúng ta sẽ là map của bạn Huyền Trang Cute. Ok rồi, cảm ơn bạn Huyền Trang Cute nha. Dễ thương vậy, Cute quá em ơi. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi thử map này. Thì theo như tôi xem ở ngoài quảng cáo thì con map này nó là một con map là khi mà chúng ta vào đây chúng ta sẽ biến thành một cái trái dừa hả? Cái này sò dừa hả? Cái gì vậy? Cái là trái potato. Potato. À, potato khoai tây hả? À, rồi. Là có nghĩa là vào đây chúng ta sẽ biến thành củ khoai tây, xong chúng ta cứ lăn như thế này chúng ta bắt cua á bạn. À. Ủa sao Sam lên được vậy? Cái game này vô chi vậy? Ủa sao tôi nãy sao tôi lên không được mà Sam lên được hay vậy? Thì không phải nhảy lên, dạ, nhảy okay, lên thôi được mà. Rồi bây giờ tôi với Sam solo thử coi ai đến đích trước nha. Trời ai là cụ quay tay xịn nhất? Ông nói Sam, vậy. Sam tôi đi đây. Ủa sao đi trước nữa luôn? Trời ơi, ông nghĩ sao ông xịt bằng tôi vậy? Tôi là... Dạ, đứng lại với tôi. Ủa hay không, tôi qua được rồi. Này, trời tưởng gì. Lăn. Tôi té rồi. Quả khoai tây ông là gà bắt. Trời ơi, củ khoai tây của tôi là củ khoai tây mua ngoài chợ. Còn khoai tây của Sam là khoai tây chiên của KFC. À, đúng rồi. Yeah. Tôi gọi là vương vai lên làm khoai tây cao cấp rồi nha. À, sao nó rớt hoài vậy? Trời ơi, nhảy nãy giờ mới qua được, mệt muốn chết. Trời ơi, nhảy. Trời ơi, kẹt nữa ơi. Ok, qua được rồi. Trời ơi, game này dành cho mấy bạn đang rảnh nha, mấy bạn đang rảnh chơi game này là auto vô chi. Mà cái game này nó vô chi dữ vậy trời, tôi nhảy nãy giờ ơi. Lên mấy cái bậc thang muốn chết luôn. Trời ơi. Mấy bạn fan đang xem một quả khoai tây đang bắt cua. Trời ơi. Lăn nè, nhảy nè. Ê, tôi lăn hoài nhưng bắt không được. Việt Nam Messi boy. Ui hay quá. Trời ơi, Sam té luôn. Sam tới đâu rồi Sam à? Tôi đang lăn lên cái bậc thang ông ơi, tôi mệt quá. Nó có xe tròn rồi. Chỗ đó Phong nãy Phong cũng say muốn chết luôn á. Đó, qua rồi nè. Người luôn đây, tôi qua rồi, cuối cùng qua rồi. Thôi, tới đây cũng giống đến đích luôn rồi. À, sao đến đích nhanh vậy? Đây, tôi đang đi đến màu xanh. Khổ quá, trời ơi. Ai da luôn, điểm hồi sinh rồi, may quá. Nói chung đây là một map bắt cua phiên bản biến thành củ khoai tây. Nói chung là nó là như thế nha bạn. Ok, được rồi, cảm ơn bạn Huyền Trang Cute rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với map tiếp theo nha. Let's go. Và map tiếp theo của chúng ta sẽ là map của bạn có tên là Phát Hồ nha bạn. Ok, cảm ơn bạn Phát Hồ rất là nhiều và đã gửi cho anh con map này. Vừa vô con map này thì anh thấy có cái chữ TikTok ở đây thì anh khá là bất ngờ. Anh em không biết là map này là map gì, nhưng mà hình như theo như anh đọc hướng dẫn sử dụng á thì con map này nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây, Sammy đi theo tôi nè. Đâu, đây. Con map này á. Ủa sao rồi?
Ủa sao nó sao trôi qua kia vậy? Trời ơi, nó trôi nhanh dễ sợ luôn à. Rồi sao? Đây map này như thế này nè. Bây giờ Sam bước vào hôm nay đúng không? Sam thấy 1 cộng 1 không? Đây 1 cộng 1. Ừ, 1 cộng 1 đúng không? Mình sẽ để con chuột mình vô cái chỗ mà mình chat á. Mình sẽ ghi 1 cộng 1 bằng 2. Mình sẽ ghi số 2. Bấm enter cái nó sẽ biến mất để mình đi qua. Hiểu không? Không. Có nghĩa là mình trả lời câu hỏi đó bà nội. 2 cộng 3 bằng mấy bằng 5 thì mình ghi số 5 vô. Enter. À, đó là qua. 8. Ủa ghi sao? Ghi đâu? Ghi vô phần chat á. Cái phần chat á. Phần chat, để mình chat. Chat đó. Hiểu không? 8. Bực bà sao này ghi. Ok, rồi, hiểu chưa? Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà không, chúng ta sẽ không chơi cái này đâu. Cái này thì đơn giản quá, chúng ta sẽ chơi cái đúng khác rồi. Thì hôm nay là tôi với Sam là bọn tôi sẽ cùng nhau chơi cái trò gọi là đón tên logo của TikTok rồi YouTube rồi các kiểu nha mấy đi. Chơi cái này nè. Cái này là cái nơi mà bọn tôi sử dụng để bọn tôi đăng ảnh, đăng video rồi cái kiểu cho fan xem, mà còn không biết nó là cái gì nữa thì chịu, ok. Cái đầu tiên là gì? Đố Sam, Sam chọn cho đi. Cái này là top top. Đó. Cái gì top mỡ ăn hay gì top top bà nội? Tại vì cái ứng dụng này người ta không gọi là TikTok mà gọi là top top ấy. Ok top, rồi top top trendy. Rồi ok top, top. Tiếp theo chính là gì? À, tôi đoán cái này là Instagram đúng không? Đó đúng rồi, Instagram okay. Là nhiều bằng fan rồi. Cũng rất là nhiều luôn. Rồi xoay. Tiếp theo. Cái này là quá dễ luôn, cái này là Facebook. Xanh lè, cái này xanh lè chứ không cần luôn. Facebook đó. Facebook. Cái này hình như là web chat đúng không ta? Không, Snapchat. Cái này Snapchat, là Snapchat. Đúng rồi. Snapchat. Đó cái ok, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây đây đây. Đây ok. Snapchat. Trời ơi, cái này quen nè, cái này quen nè. Đây là đây đây YouTube đó. YouTube. Ok. YouTube. Oh. À Discord. Cái này là Discord. Ok. Discord này là YouTube hay dùng nè bạn. YouTuber hay dùng. Cái này Discord rồi. Rồi, cái này là Zoom. Cái này nhìn giống Zalo quá vậy. Rồi ok bạn ơi, nói chung là cái map này cũng hay. Nói chung là cũng hay đó. Nhưng mà mình nghĩ là một số bạn chơi sẽ khá là chán. Tại vì vô mình sẽ đúng phải rồi. Suy nghĩ coi nó là cái gì mình phải nhớ. Nó hơi gọi là thiếu cái gì đó giải trí này. Cái này làm mình nhớ mình bị đau đầu quá. Ừ ok. Thôi nói chung là map cũng rất là hay. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với map tiếp theo. Sam đoán map tiếp theo là như thế nào? Map tiếp theo chắc dễ thôi trời. Đấy à. Ok vậy vô coi thử nha. Ok, chào mừng các bạn đến với ai là người thông minh học sinh lớp 5. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái nhận dạng, đó chính là nhận dạng logo các bạn ạ. Cái này mà ai gọi là thông minh học sinh lớp 5, cái này phải gọi là ai thông minh hơn các game thủ. Đúng rồi, ai thì chỉ có game thủ mới chơi game này thôi không? Tôi nghĩ là cái ở bên trái đúng không ta? Rồi tôi sẽ đi qua cái bên trái. Tôi cũng nghĩ vậy. Quá đơn giản rồi. Tiếp theo là Apple. Đây. À bên phải. Trời, trong một phút nữa tôi quên mất logo của Apple luôn mấy má. Cái gì? Ok. Ôi, McDonald's. Ủa sao hai cây chen nhau vậy? McDonald's tôi ít ăn nhưng mà tôi nghĩ là bên này. Yes. Đúng rồi. Amazon. Trời, tất nhiên là bên này rồi. Bên này rồi. Rồi để ai coi, đây. Để coi Phong với Sam ai đi trước nha. Netflix đây, đây bên này, bên này. Nike. Ủa. Logo nhau vậy? Không, tôi chơi giày tôi biết. Đó, trời ơi. Baby. Ủa baby là gì? Màu hồng rồi. Ok, màu hồng nè. BMW. Hình như là bên này. Yes. Đúng rồi. Audi. Trời, tôi chưa mua xe mà tôi biết luôn mấy má. Ghê không? Đó. Audi hai bốn cái sách bạn ơi. Coca-Cola. Ủa đó. Coca-Cola khó vậy. Bên này. Ủa sai rồi. Ây da. Thua rồi Sam ơi. No, Sammy chơi kỳ Sam. Adidas. À giày đúng không? Ủa. Không, tại Phong thích giày Nike, Phong ít mang Adidas lắm. Ok, Taco Bell là cái gì, mình không biết cái này là gì hết nhưng mà mình thấy Taco là bánh kẹp không, bánh kẹp á. Mấy bên này hợp hơn nè, ok. Rồi, tiếp. Xbox. À, đây bên này, tôi chơi game tôi biết, ok. Có bạn nào biết được những cái logo trong này, comment xuống bên dưới mình biết nha. Trời ơi, đúng luôn, sao bây chờ tôi, sao bây chờ tôi thua gì, sao bây chờ tôi thua gì. Lay là có dấu phẩy không ta, giống nhau cái gì. Lay nó có trên phẩy hay không, lay nó có phẩy không ta, từ. Ừ, cái này là bánh mì, cái bánh lay đúng không, cái bánh lay nó có phẩy. Hình như ở trên, giống như là trên nó có dấu phẩy, nó gợi ý cho mình được kìa. Lay nó có dấu phẩy hả, đúng không, vậy hả. Ờ, ok, đi Phong qua. Đúng rồi. Ôi, ghê vậy. Rồi, Harry Potter, bên này chắc luôn nè. Trời ơi. Adventure. Chắc chắn là bên này rồi. Ờ cái này tôi hay ăn nè, bánh Oreo. Oh, nhìn là biết luôn nè, bên này nè. Ủa sao vậy? Tại tôi ăn nhiều. Con báo. Buma. Ok, Spider. Ờ Spider. Ok. Ui Jordan, trời ơi Jordan dày. Ôi tôi mang tôi biết. Tôi không biết. Bên này, bên này là cái chắc. Ui ông này KFC. Trời má, KFC này khó nè.
dễ mà. Hình như là bên dưới, bên dưới. À, không biết hãng này. Cái này mình không biết hãng này nhưng mà mình nghĩ thiết kế sẽ như thế này nè. À dạ. Rồi xong thua luôn. Được luôn, ông đi bên kia chứ trời. Rồi Pepsi nè. Bây giờ Phong với Sam một mỗi người chọn một bên đi rồi sau đó mình kết thúc video luôn người ơi. Sam bên đó đâu, Phong bên này. Rồi ok chuẩn bị nha. Vô. Leo 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 bên này nè. Chỗ không nhớ. Rồi ok xong rồi đó. Tôi nhường thôi, tôi nhường thôi. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay bọn mình đã cùng nhau chơi xong hết tất cả những con map mà các bạn đã gửi tên cho mình rồi. Hiện tại bây giờ tôi cũng không biết tôi phải chơi map gì tiếp theo nữa. Cho nên bạn nào có map gì hay muốn mình review đừng quên comment xuống bên dưới nha. Mình sẽ chọn cái tên của những bạn comment đầu tiên để mình chơi thử nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye, bye. Hello team, hello team.